ông không có cuốn lịch nào hết trơn á. Thời buổi hiện đại ai xài lịch. Mở điện thoại ra thấy, mở điện thoại ra thấy. Tôi đố ông á, tôi đố ông biết hôm nay ngày mấy á. Không biết. Tại vì về đây đâu có xài điện thoại đâu. Trời ơi giỡn quá à. Nè để tôi mở điện thoại của tôi cho ông coi nha. Hôm nay á, hôm nay là ngày 6 tháng 8. Trời ơi ngày này rất là đẹp nha. Ngày lộc phát luôn á, cái này mà kiểu mà khai trương hay là làm tiệc tùng hay gì là số 1 luôn á. Chính xác, nhưng mà rất tiếc nhà mình không có mở cửa hàng có gì hết cho nên đâu có khai trương gì đâu. Ê, khoan nữa, vậy sáng giờ có coi Facebook không? Cũng muốn lắm mà không có đem điện thoại. Ê, vậy coi điện thoại tôi nè. Thôi điện thoại bà coi đi, hồi bà kể tôi nghe. Ê! Nha, nha. Kỳ ghê luôn á. Hôm nay là ngày mà một thiên thần giáng trần như vậy. Một người xinh đẹp, tài năng, học thức, uyên bác, dễ thương, đáng yêu, dễ mến như vậy. Không có một ai nhớ. Bộ. Không lẽ sinh nhật mình mà mình phải ở trong phòng cô đơn lẻ loi một mình hả? Chắc con dế nó đang hát happy birthday mình quá. Dạ. Ủa? Sao dọn cơm mà không ai ăn cái gì ta? Kỳ vậy. Nguyện rồi, thở nến đi em. Con ơi, con khấn gì lâu đốt đốt lại đi. À, cái, đốt đốt lại lên đi. Coi cái như là chưa em chưa có thở nến nha. Rồi. Đốt thở nến đi. Yeah. Khấn gì vậy? Dạ. Con ước gì con được làm dâu nhà này. À, thôi rồi, cắt bánh kem chứ, cắt bánh kem. Cái gì? Cái gì vậy? Chưa, mình phải chúc người ta rồi mà cắt bánh kem này. Ủa vậy hả? Ai không uống à? Bây giờ ai chúc nước đây, ai chúc nước đi. Rồi, giờ chúc nước thì ai? Chính đạo đắc thọ, nhường má đi. Rồi, bà chúc đi. Con sinh nhật vui vẻ. Dạ, con cảm ơn bác. À, chúc con sinh nhật năm nay trẻ trung, lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha con nha. Cảm ơn bác. Bà vậy đó. Chúc hoa mỹ lắm, chứ ngắn gọn như má chú sinh nhật vui vẻ. Nè anh nè, anh chúc cho em nha, năm nay có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Mau mau lấy được cái người chồng em yêu thương nhất. Và sớm có con có cháu để tôi đi làm dâu phụ nè. Ê, cái gì vậy? Dũng à Dũng, trời ơi bữa nay là sinh nhật của bạn gái con. Con chúc cái gì kỳ cục vậy? Giỡn con giỡn. Anh là giỡn gì lắm á bác. Dạ. Nè, bây giờ con dở lắm. Nè coi sĩ nó chúc chị nè. Sĩ, chúc chị bố anh đi con. Chúc mừng năm mới nha. Cái gì vậy? Dạ ơi, qua sang năm thêm tuổi mới rồi mà ăn trống lớn. À, nè, ngồi đi, ngồi lấy tiền cái ai là của gia đình Đức Hoàng. Nè, rồi cắt bánh kem nha. Cắt bánh kem nè. Đi sát trùng nữa. Đấy, con ở giờ quá đi sĩ ơi. Nói nghe nè, bác biết bữa nay là sinh nhật con, cho nên bác làm nhiều món mà con thích á, thấy không? Trời ơi, con không ngờ là mọi người lại bí mật tổ chức sinh nhật cho con vậy luôn á. Con tưởng là không ai biết sinh nhật của con chứ. Má biết hồi sáng cái mặt quạo với con quạo dễ sợ luôn. Tìm đủ mọi cách cho con biết ngày sinh nhật con không biết. Nguyên gia đình là bị anh thâu tóm hết, dàn xếp mọi người biết sinh nhật em rồi, chuẩn bị từ sáng. Ủa? Vậy là biết rồi, chuẩn bị từ hồi sáng luôn á hả? Ừ, trời ơi. Đóng kịch đó. Mọi người hay quá à, mọi người đóng kịch mà con không hay biết gì luôn á. Cắt cái bánh kem em, cắt một miếng bánh kem đúng nghi lễ nè. Sắn một cái nè. Nè hai đứa Dũng nắm tay Bảo Anh giống như là có bánh cưới gì đó. Đúng quen đi. Trước luôn. Đó, sẵn. Đám cưới là phải có rượu nha. Có rượu nha ba, có rượu luôn. Nó chuẩn bị luôn rồi. Á chà chà. Quê anh á là có cái món rượu nếp này là bá cháy luôn, danh bất hư truyền. Ê nè, con không được. Khoan để con cúng à, cúng cái nè.
Đó, ở dưới quê mấy ông bà. Nghệ, nó đẹp, nó rành dữ lắm. Trời ơi, sao mà nó dẻo nhẹ không vậy trời. Nó rành dữ lắm. Ê, nó nghe. Rồi bây giờ, sinh nhật của con bé này chứ phải nhật mấy người đó, mấy người uống rượu vậy? Thì vui, mừng sinh nhật cho nó, thì mình uống chúc mừng nó vậy thôi. Trời ơi, người ta là con gái chứ phải bợm nhậu như mấy ông đâu mà uống rượu, uống bia. Thì biết là con gái, nhưng bữa nay là sinh nhật của con, hai con phải uống một hai ly để gọi là cho nó vui vẻ. Uống được không, con không uống được thì nhấp môi cho má, nó vui. Má yên tâm, sinh nhật của người ta là phải có thịt, có thà, có rượu, đàn bà, đàn ông, thì nói chung là phải vui vẻ nhau. Đúng quy định ở thành phố là sinh nhật là phải có uống bia, uống rượu. Thì mà nói gì, thịt thà, đàn ông, đàn bà là gì? Ăn cơm phải có thịt, có thà, nhậu phải có đàn bà, đàn ông. Đầy đủ rồi nè, có đàn bà, đàn ông đầy đủ nè. Này sinh nhật của ta phải nhìn sinh nhật mình đâu có đâu mà. Dạ. Thôi má không có uống đâu. Uống với con dâu tương lai. Ly là chứ được. Bây giờ rồi. Con uống. Dạ. Uống rồi. Trời ơi. Chén đua là nước luôn. Ông này. Nè, hồi xưa đó nghe là mình coi phim đó là cổ trang là uống rượu mà bằng chén, bằng bát ông ạ. Rồi bây giờ mua kiểu đó chắc chết cái rượu. Vô đây. Chúc mừng sinh nhật cái nè. 1 2 3. Vô. Vô ra. Rồi uống chi vậy? Người ta nói là gì? Tiên chủ hầu khách, kính lão rất thọ. Vô, hai bô lão, ông mời hai bô lão. Thôi, ông muốn không có được đâu. Hả? Chơi. Vô, đã chơi là phải chơi tới bên. Chơi, cái nè. Thôi, uống cái gì nữa, chắc uống dùm thể diện cho con trai của em ơi. Bác ơi, bác nhậu dơ quá. Thôi rồi, tụi con nhậu đi. Đưa ba vô kiếm huệ đi. Trời ơi, đi vô ở đây nè. Đâu được mà, ngồi xuống đây. Trời ơi, nhậu mà. Cầm cái thao đi vậy chứ, vậy thiệt tình. Hay lắm, ông thiệt tình luôn á. Thì gớm quá đi. Bây giờ nha, tôi với bà là mỗi người. Bà nào, bà nội ơi, bà nội. Ở nhà tôi, bà nội ơi. Bà nào. Rồi. Má tôi là bà, vô rồi. Rồi, tôi với ông, vô. Trời ơi. Cũng một cái cốc rồi, 2, 3. Thôi lỡ vậy uống luôn đi. Nè, đưa đây, đây. Dơ quá, ăn nhậu mà mất vệ sinh. Hao gụ quá. Không sao, con nữa, chơi tới luôn. Dơ. Tôi với ông chơi tới luôn. Ông ngon nghỉ nha, nghỉ. Hết nổi nha. Vô phòng ngủ nha, vô phòng rồi nha. Ôi, cái nhà này uống yếu quá. Không phải ở đây hả? Rồi, ra đây uống tiếp ơi. Ơi, chỉ ngủ, bây giờ còn chơi tới luôn. Vô, uống ơi, uống một phát à. Bạn chơi ở đâu mình chơi tới đó nha bạn à. Ghê, trời ơi, ghê. Mình uống là ở đây là hơi bị gọi là số 1 quá. Ghê, bạn ơi. Chơi không có. Bây giờ là mình không uống ly nữa đúng không? Mình không uống ly nữa đúng không? Ý chơi bạn luôn. Là bây giờ mình cầm chai này mình tu luôn nè. Rồi vẫn bạn chơi mà, bạn ai mà chơi uống được bao cái nhiêu thì rồi. Mình tiếp bạn bao nhiêu luôn nha. Quất. Bây giờ ai trước nè? Chấp bạn luôn à. Chấp chị trước luôn đúng không? Ok, tôi tu 50, canh 50 nha. Rồi, canh 50 đúng 50 nha. Rồi. Đây, cái tay tôi làm chuẩn rồi nha. Rồi. Đó. Tôi thối vào. Trời luôn. Quốc đi. Rồi. Dân chơi là phải như vậy không? Sao? Ổn không bạn Hiền? Bây giờ ổn không?